Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già xin chia sẻ chủ đề nói về năm 2024 là hạ năm phong thủy tiến hóa theo luật tuần hoàng nha các bạn. Đây là cũng như là luật tuần hoàng của vũ trụ cho nên Tiết Già chia sẻ về cái phong thủy của năm nay để các bạn biết mà các bạn cũng như là theo kịp để cũng như là mình hả làm sao mà chuyển được cái tâm lành mình để được bình an là phước lắm nha các bạn năm nay. Tại vì phong thủy của năm 2024 này á là cảnh tùy tâm chuyển, cho nên hả không có nhất định mà phải giống như là mình phải mua cho thật là nhiều cây cảnh hay là mình đổ tiền ra thật là nhiều để mang lại tài lộc với các bạn. Bây giờ tiết già chia sẻ đây như thế nào để các bạn được cũng như có cái đồng ngân trên trần gian mà tiếp tục hành thiện và bình an coi như trong gia đình của mình. Cái tâm mình á là thiện lành á thì tất cả cái cảnh vật xung quanh á là sẽ bình yên. Đây là những lời mà giống như những lời cổ xưa mà giống như tiết già đã học. Đây là phong thủy của cái năm mà 2024 này là năm hả quả lửa rất là nóng nha các bạn mới vô coi như là đầu năm mà Nhật Bản ba ngày liên tục luôn tức là hả Tết Tây á, là mùng 1 là Nhật Bản ăn Tết Tây nha các bạn Tết Tây là mùng 1 rồi động đất sóng thần nè mùng 2 là trái máy bay mùng 3 là trái luôn cái trung tâm ăn uống gì đó Nói chung là liên tục luôn á các bạn bây giờ các bạn lên xem tin tức là các bạn nhìn thấy để các bạn biết rằng á, là coi như trần gian là rất là đau khổ cho nên mình hãy ráng cố gắng mình chuyển cái tâm mà ăn chay niệm phật nha các bạn cũng như là hả người phước á, là sẽ ở trong cái mảnh đất phước nó các bạn đừng có lo tại vì hả ngày xưa mình chưa tu á, các bạn biết không thì ai cũng vậy thôi mình tìm cái nơi nào mà À, làm ăn mua bán để, để cũng như là dễ giàu có tự vì hả thường thường là những cái chỗ mà dọc theo bờ biển á, các bạn biết không ở nhật mà dọc theo bờ biển rất dễ làm ăn nha các bạn ở đó người ta đánh bắt cá thủy sản rồi tàu bè tất cả những gì rất là dễ dàng làm ăn nếu mà cái tánh mình chưa tu mình còn tham lam là dĩ nhiên là mình phải đi đến những cái vùng đó để mình làm giàu đúng không đây là cái tâm tham lam sẽ đẩy mình đến nơi gì đến nơi mà dùng đất có thiên tai sóng thần nó rồi động đất lửa cháy mà mình không hay biết tại vì mình nghĩ rằng bây giờ là tôi đến đó để tôi mở tiệm làm ăn để tôi lo làm giàu trước cái đã đúng không cũng như trong lòng mình nói rằng là À, bây giờ tôi đến cái vùng đất đó để à, tôi cũng như là mua bán làm ăn mở tiệm gì đó để cho có được cái sự giàu có lên. Thì nói chung cái tâm lý này ai cũng muốn giàu nhưng mà đâu có biết đâu cái vùng đó 20 năm sau, 50 năm sau hay là 30 năm sau, 10 năm sau gì tự dưng cái nó xảy ra những cái mà hả thiên tai lũ lụt động đất, mình đâu có biết trước đúng không các bạn? Thì về mặt tâm linh á thì không có nhìn thấy nên mình cứ mãi mê lo làm ăn nè rồi không dám xài nè nói chung có nhiều người thấy thương lắm làm ngày làm đêm mà không dám ăn luôn cứ như là để dành tiền vậy cho thật là giàu á các bạn rồi cũng không có dám đi làm từ thiện luôn rồi hả cũng như là quên tích phước nè rồi quên luôn tổ tiên ông bà ngày dỗ bàn thờ gì nói chung là gọi là gì say mê làm ăn kiếm tiền ham giàu đó các bạn thấy không đó nhiều khi mình quên đó các bạn có nhiều người ỷ làm ra tiền đó các bạn biết không rồi hả cũng như là hả quăng ra một số tiền cho gia đình à, cũng như là đó cho 10 triệu 50 triệu ngàn đô hai ngàn đô gì đó không biết tùy theo người nó rồi hả ăn tết đi cúng ông bà đi cúng dỗ đi à, mua này mua kia cúng đi muốn mua gì mua đó các bạn thấy không đây là một cái lỗi lớn của những người mà coi như là hả cái tâm hẹp hòi mà coi như là hả muốn ham tiền ham của đó các bạn tại vì cái phong thủy năm nay á, là cái phong thủy mà gọi là cảnh tùy tâm chuyển cho nên cái tâm của mình mà sân hận á, trách móc nè nói cao nói thấp cũng như là nhà không ai lo có mình tôi là bao hết cả nhà lo hết cả nhà luôn nó tôi lúc nào cũng lo gia đình hết quăng tiền cái âm âm luôn mà coi như 10 năm chưa thấy mặt mình coi như là hạ để thắp nhang ông bà để lo cũng như là dỗ quải những ngày mà giống như là à, tả mộ nè sắp tới nè các bạn thấy không nó rồi không có lo cũng như là quét mã nè tất cả mình không có làm bằng cái thiện trí của mình cái tâm từ bi của mình đây là một sự vô tình nha các bạn vô tình mình hả dằn xéo làm cho nước mắt người thân á họ rơi lệ trong ngày dỗ quải ông bà rồi hả những cái ngày tết sắp tới nè rồi họ rơi lệ nữa các bạn thấy không nhiều khi á, có nhiều người á, người ta đưa tiền á là người ta rất là khéo léo còn có nhiều người không biết đâu đưa tiền ra nói rằng là cũng như là trong gia đình mà ví dụ năm người hay bảy người đi tại sao anh ba chị bảy không chịu đưa ra một đồng xu các bạc đâu hết có một mình tôi hả tôi bỏ tiền ra hoài dằn xéo như vậy á rồi hả mua như thế này thế kia các bạn thấy không một cái sự vô tình thôi làm cho nước mắt cũng như là cái người thân của mình nó là rơi lệ như vậy là cái gì nên cái chiều hướng á, gọi là cái người mà có tâm mà cao thấp này á, các bạn biết không? Ông bà tổ tiên không độ Tại vì cái gia đình phải im ấm thì ông bà tổ tiên mới độ Mà ông bà tổ tiên độ ai? Độ những đứa con có tâm Phật Tuy nó ít tiền, nó nghèo khó Nhưng mà hả giống như nó chịu khó, chịu thương Nó về nó cắt từng cái cũng như là rau củ quả nè nó xào lên nó nấu nướng lên nó, nó cũng như là nó bưng lên bàn thờ rồi nó thắp hương nó quỳ lại nó khấn bái hỏi các bạn rằng một người quăng tiền và một người coi như là hả cắt rau củ quả cúng bái lo dỗ quải thì coi như ông bà chứng ai cái điều này ai cũng biết đúng không rồi tại vì cái năm nay là cái năm mà gọi là giống như nó chuyển hướng theo tâm linh độ cho nên tiết già phải chia sẻ rất là kỹ càng cái phong thủy của năm nay rồi cho nên nó cái lúc còn trẻ đó mình hăng say nè rồi mình làm việc nè các bạn quý hôn mà không cũng như là không có hay biết nó mình nghĩ rằng tôi đi cũng như là đi nước ngoài nè trời ơi tôi hả sang trọng lắm nè đi nhật đi pháp đi tây đi mỹ đi hồng kông gì đó không biết nữa nhà cao cửa rộng quán xá coi như là mênh mông luôn đời tôi làm gì mà khổ đó kỳ này là coi như là một cơn mà gọi là thác loạn là chạy không kịp luôn sự nghiệp coi như tiêu tan trong một phút một giây nó tại vì sao cái lúc trẻ đó là mình còn phước mình còn phước mà mình ha mình làm ăn chứ mình ha, tích cóp tới cũng như là tới già khi già mình hết phước rồi đụng ngay cái cơn mà sàng lọc kỳ này á là coi như là tiêu tan sự nghiệp hết luôn đó các bạn, cái phong thủy của năm nay á là năm con rồng này nè các bạn, năm 2024 này nè là rất là lạ luôn, tại vì nghiêng về cái tốc độ của tâm linh cho nên hả, cái cảnh á, là coi như là hả chỉ là giống như là nó à, phụ thôi nhưng mà cái tâm là gốc, tức là phong thủy là cảnh đúng không các bạn, mà cái tâm mới là gốc. Chứ nhiều khi nếu như mình nghĩ rằng Ở cái phong thủy này mình mang về Chắc có lẽ là mình phát tài, phát lộc Vậy thì coi như là những người nào mà người ta có tiền Người ta có thể là ra mua một cái cây mai đắt tiền á, Hoặc là người ta mua thiệt là nhiều về Là coi như là người ta giàu sang phú quý Cho nên Tiết Già chia sẻ Đây là coi như phong thủy là cái cảnh thôi nha các bạn Cái tâm của mình mới là cái gốc của phong thủy cho nên nhiều khi mình còn trẻ Mình không có biết Mình nghĩ mình lắm giống như là tiền Mình quăng ra như vậy Là mình nghĩ là hả mình sẽ có phước Nhưng mà hả mình vô tình Mình làm mất phước trong cái sự suy nghĩ Của mình đó các bạn Phong thủy của năm 2024 này Là phong thủy của gì Của Phật trời Chứng lòng từ bi đạo hạnh Chứ không chứng cho người Lắm của nhiều tiền đó, lắm của nhiều tiền mà mất phước rồi là coi như là tiêu tan hết sự nghiệp mà còn bị gì bệnh tật tù tội như đó các bạn cho nên phong thủy của năm 2024 này là tâm phải thiện lành nó trước khi mà mình muốn đi ra mua một cái cây cảnh nào đó để về mình làm phong thủy trong cái gia đình mình thì cái tâm mình trước tiên là phải thiện lành không chê mắt rẻ, không chê xấu đẹp. Nó tại vì đời Hạ quân đã chấm dứt rồi nên thiên địa từng hoàng châu nhi phục thị, trời đất xoay dần rồi giáp dòng trở lại ban đầu đó các bạn. Cho nên cái chuyện gì trên trần gian này bây giờ là từ từ hả? Coi như là hữu duy nó biến mất hết luôn. Năm nay phong thủy không còn cao thấp nha các bạn. Nhiều khi mình nghĩ mình mua một cái cây mà tới mấy chục triệu là nó rất là phí tiền Nó không cao thấp nữa, không có hơn thua Nói chung là mình thích cái cây gì mà nó vừa ý là mình mang vô cũng như gia đình mình là mình hả có được cái phong thủy tốt đó các bạn mua cây mắc tiền mà phát lộc phát tài thì coi như hả là ai cũng có thể mua được đúng không các bạn nhưng mà mình phải biết mua như thế nào Để cũng như cái cây đó mang về để tài lộc trong gia đình của các bạn Chỉ cần các bạn mua một cây mai nhỏ nhỏ thôi Nhưng mà tâm lượng từ bi bác ái đại đồng nó cái ngày mình đi mua là mình phải có cái tâm lượng từ bi bác ái đại đồng như thế này tức là mình cầu cho tất cả bá tánh bá gia cùng dạng vật hưởng phước lành nó trong tâm mình nghĩ như vậy đó khi mình mua cái cây cảnh về mình nghĩ như vậy rồi nhiều khi á mình không biết mình vô tình mình nói á, để mua cái cây này về coi năm nay cho gia đình mình phát lộc phát tài năm nay tâm linh rất là cao độ cho nên á mình hả như vậy là cái tâm coi như hả nó rất là hẹp hòi rồi cái tâm mình á là cái phải rộng lượng nha các bạn tức là tâm linh rộng mở năm nay không thể là hả không có còn mà tâm linh mà trong một cái gia đình nữa mà phải rộng mở. Nó cầu cũng như là cho con, cầu cho gia đình con là tức là cái tâm mình hẹp hòi, ích kỷ. Đó tiết già chia sẻ thật là kỹ càng. Cái ngày mà gần Tết nè, các bạn mà cũng như là đi mua những cái cây cảnh về á thì các bạn phải nghĩ rằng là mua cái cây này về để mình hướng thiện, hướng lành, mình niệm Phật, mình nhìn cái cây đó mình niệm Phật và luôn luôn trong tâm trong lòng của mình cũng hả nghĩ rằng cho tất cả coi như là nhân loại trên trần gian này bình an vô sự đó vậy thì hả mọi người ai cũng có thể mua được cái cây cảnh năm nay mà không có cần mà phải nhiều tiền tốn của đâu các bạn bây giờ các bạn nghĩ nó đơn giản gì nè không lẽ giờ à, tôi mua cái cây cảnh này về ha cái cái tôi cầu xin cho gia đình tôi bình an vô sự phát tài phát lộc còn hả nhân loại ai nghèo kệ người ta đi đúng không? Đó năm nay coi như cái tâm linh nó dữ dằn lắm đó các bạn ơi cái sự thay đổi của phong thủy tiến quá của cái năm nay á là các bạn chọn cái cây gì cái cây gì mà nó có cái màu vàng màu xanh ở trong đó đó các bạn không có chọn những cái màu tím màu trắng nha các bạn những cái màu mà nó tan thương nó buồn bã tại vì hả đầu năm vô á các bạn thấy không là cái sự coi như nhật bản nó mở màn rồi đó nó mở màn những cái sự mà chết chóc tan thương lửa cháy rồi thì coi như là mình hả tránh những cái cành hoa nào mà lãng mạn nè nó để sanh lòng ham muốn mà mất đi cũng như là cái sự tiến hóa theo cái con đường thiện lành. Giống như mình nhìn cái cây cảnh đó, cái tự nhiên mình nhớ đến một cái anh nào xa xưa tình yêu, nó đâu ở cũng như là hả năm 1900 lâu lắm gì đó. Nó cái tự nhiên cái mình nhớ đến anh đó mình muốn điện thoại, nó mình muốn gặp anh đó hoặc là mình muốn gặp cái chị đó. Những cái tình cảnh mà lãng mạn này á là cái phong thủy không có được thiện lành, nó đi đến cái con đường ái dục rồi mình còn khổ nữa đó các bạn. Cho nên tiết già chia sẻ thật là kỹ. Các bạn cứ đi ra nhìn cái cây gì mà nó nhỏ nhỏ nó vừa vừa, nó hợp túi tiền rồi hả các bạn, mua về trong cái thời gian đó các bạn cứ hả coi như nhìn cái cây đó các bạn niệm Phật ăn chay hướng thiện là từ từ trong cái gia đình của các bạn lan tỏ hết những coi như là cái phong thủy mà gọi là tốt đẹp tại vì năm 2024 này biết bao nhiêu người coi như là hạ xấu số đã ra đi mới đầu năm là đã có cái sự mà gọi là ra đi rồi đó các bạn thấy không mở màn rồi thì coi như là hả trên trần gian á, đi theo cái chiều hướng mà gọi là cái gì buồn bã tan tóc nó coi như tất cả trên cái quả địa cầu này mà bây giờ á, mình còn lãng mạn trữ tình nữa không có cái sự mà gọi là cung kính đó các bạn cho nên hả như cái màu nào mà các bạn thấy như màu cam màu vàng cũng được màu nào mà nhìn cũng như là à, những à, nhà cũng như là tu hành nè đó, những cái màu nào mà có cái tính chất như là hả tu hành Phật giáo hay là những à, à, những, những cái chùa chiền gì tất cả các bạn nhìn theo như vậy là được nha các bạn. Những cái màu mà nghiêng về mà à, tâm linh á thì những cái màu mà thường thường là màu nâu, màu cam. Nó cũng có những cái bông mà nó chưa có nở, nó còn búp với các bạn thì cái màu nó chưa có rõ ràng. Đó những cái bông đó mà khi nó nở ra như bông mai rồi đó các bạn biết không thì nó rực sáng luôn thì lúc này coi như là hả cái tâm linh đưa vào trong cái ngôi gia của các bạn là các bạn sẽ gì hưởng được cái phước mà hả giàu sang phú quý những cái tài lộc mà trong cái thiện lành chứ không phải là tài lộc mà gọi là tham vọng quá cao thì coi như hả kỳ này nó biến mất đó các bạn năm nay tốt nhất á, là mình nên mua mai nha các bạn mai vàng nó những cái màu vàng của những cây mai rồi hả màu những cái cây cảnh mà nó làm sao mà nó trầm ấm là được rồi. Rồi đó là tí già chia sẻ rồi khi các bạn mà à, bước tới mà cái gì chỗ mà nó bán cây cảnh á, các bạn mua cây cảnh á khi mà các bạn mua xong đúng không? Thì các bạn mang về nhà, mang về nhà các bạn nhìn cái cây xong rồi các bạn thấy một cái màu sắc nó rất là trầm ấm nó không có lãng mạn trữ tình coi như là yêu đương ái dục gì trong đó hết rồi các bạn cũng như là hạ nhớ coi như là hạ nhìn cái cây cảnh đó mà các bạn niệm phật nam mô a di đà phật trong lòng mình thôi nó mình không có cần phải niệm ra tiếng để cho cũng như là cái cây mà phong thủy đó là nó rung chuyển coi như là cây nó xuất phát ra gì loan tỏ trong ngôi gia của các bạn mà theo hướng phước báo đó đây là tiết Già học và chia sẻ để cho mong mỏi rằng tất cả các bạn ai cũng có được cái phong thủy tốt lành trong những cái ngày xuân mà cái năm mới sắp tới này rồi các bạn coi như hưởng được cái phước lộc giàu sang video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo